Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Bảng xếp hạng giải Ngoại Anh mới nhất, Manchester City dẫn đầu với 56 điểm, đứng thứ hai là Manchester United với 46 điểm, đứng thứ ba là Leicester City 46 điểm, Chelsea đứng thứ tư với 43 điểm, West Ham đứng thứ năm với 42 điểm, Liverpool đứng thứ sáu với 40 điểm, Everton đứng thứ bảy với 40 điểm, Aston Villa đứng thứ tám với 36 điểm, đứng thứ chín là Tottenham 36 điểm, xếp thứ 10 là Arsenal 34 điểm, đứng thứ 11 là Wolves 33 điểm, đứng thứ 12 là Leeds United 32 điểm, Southampton đứng thứ 13 với 30 điểm, Crystal Palace đứng thứ 14 với 29 điểm, Burnley đứng thứ 15 với 28 điểm, Brighton xếp thứ 16 với 26 điểm, Newcastle đứng thứ 17 với 25 điểm, Fulham đứng thứ 18 với 22 điểm, West Brom đứng thứ 19 với 14 điểm, cuối cùng là Sheffield tất 11 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả và bảng xếp hạng mới nhất của giải Ngoại hạng Anh? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.